buổi chiều nay thì thầy sẽ trình bày với bạn là nói về ứng dụng của polymer trong bao bì và ở mảng tính chất là phân loại và tổng hợp polymer. Đó. Rồi, quá trình phân loại polymer ha, bạn nhìn vào sơ đồ trên này các bạn sẽ thấy polymer sẽ được phân loại như sau, dựa vào mình sẽ phân loại thành hai dạng ha, một dạng là polymer tổng hợp. Thì polymer tổng hợp có thể đi qua con đường tổng hợp xảy ra theo con đường tự nhiên, nhưng có thể có tác động nhân tạo đưa vào. Rồi, hoặc polymer tự nhiên đem biến tính ha. Thì nhóm này mình cũng gọi là nhóm polymer tổng hợp. Và nhóm polymer thứ hai là polymer tự nhiên, và cũng dạng là polymer tự nhiên đem biến tính. Thì những quá trình tổng hợp polymer này ở phần về tiếp theo về sau của cái bài giảng hôm nay thì thầy sẽ trình bày rõ và cụ thể hơn cho các em. Rồi tiếp theo phần phân loại này ha. Thì thông thường polymer được phân loại theo các dạng như sau ha. Ví dụ như phân loại theo nguồn gốc, rồi phân loại theo thành phần hóa học, rồi phân loại theo cấu trúc mạch phân tử, hoặc là phân loại theo tính chất. Thì trong cái phần mà phân loại theo tính chất là phổ biến nhất các bạn. Sau này các bạn đi làm và các bạn đọc những tài liệu mà liên quan tới polymer sử dụng trong bao bì thì người ta sẽ sử dụng nói về các polymer phân loại theo tính chất ha. Đó. Nhưng mà trong phần này tôi sẽ trình bày hết cho các bạn là bốn cách phân loại này. Và cuối cùng tập trung vào cái phần phân loại theo tính chất ha. Rồi phân loại theo nguồn gốc ha. Thì polymer có thể có nguồn gốc tự nhiên, hoặc polymer có thể được tổng hợp từ các vật liệu đi từ các vật liệu có sẵn trong khí tự nhiên chẳng hạn. Đó. Rồi cái thành phần phân loại thứ hai. Thành phần phân loại thứ hai là phân loại theo thành phần hóa học. Ví dụ mình có polymer mạch carbon thì trên mạch nó toàn là chứa các nguyên tử carbon ha. Đó. Những polymer này được dẫn xuất từ các hydrocarbon ra. Hoặc là polymer dị mạch. Thì ngoài carbon ra nó còn các nguyên tử khác ha. Nhưng mà trong phần học phần của mình ở đây thì các bạn sẽ thấy các polymer mình chủ yếu là polymer mạch carbon thôi. Rồi polymer vô cơ chẳng hạn. Mạch chính không phải là carbon ha. Rồi ví dụ ở đây tôi ví dụ một số polymer mạch carbon, ví dụ như nhựa PP ha, các bạn hình dưới các bạn thấy nè. Đó, hoặc là PVC. Đó, thì đây là những polymer mạch carbon ha. Và những loại polymer này rất phổ biến trong bao bì mềm. Rồi phân loại theo cấu trúc mạch phân tử, chẳng hạn như trong bữa trước mình biết rồi, trong bữa học về cơ bản về polymer mình có là các loại polymer mạch nhánh hoặc không phân nhánh ha, hoặc polymer có cấu trúc không gian. Đây ví dụ hai hình bên đây các bạn thấy này, polymer có nhánh ha, hoặc polymer có cấu trúc không gian thì nó khâu mạng là như thế này. Rồi các phân loại theo tính chất là cái phân loại phổ biến nhất ha. Đó là các polymer nhựa nhiệt dẻo, polymer nhựa nhiệt rắn và các chất đàn hồi. Ví dụ như là cao su nhé hàng đó. Đây hình bên đây các bạn thấy là đây là các loại polymer nhựa nhiệt dẻo ha, như nhựa PE, rồi PP, hoặc là các loại nhựa nhiệt rắn ứng dụng trong keo dán, ứng dụng trong mực in, ứng dụng trong sơn nhé hàng đó. Rồi mình sẽ đi vào cái phần phân loại theo tính chất polymer ha, như có ba loại chính như tôi vừa trình bày với các bạn. Thì đây là những cái thuật ngữ kèm theo ha, để các bạn có thể tìm hiểu thêm về những loại vật liệu này. Mình có những cái từ khóa để mình tìm ha. Rồi. Đây là hình ảnh tôi minh họa cho polymer nhựa nhiệt dẻo nè các bạn. Đó, giống ly nước, cái ly nước đá ha. Rồi polymer nhựa nhiệt rắn. Tôi minh họa bằng cái hình cái trứng lúc chưa chiên ha, với cái trứng lúc ấp la rồi. Đó. Mình đây là những mô hình để minh họa thôi, chủ yếu để hiểu bản chất của nó ha. Là mình đi tìm hiểu rõ thêm bản chất nó như thế nào. Rồi các nhựa nhiệt dẻo ha. Hình minh họa bên đây nó giống như ly nước với ly nước đá vậy các bạn. Đó. Nó mềm dẻo khi gia nhiệt, mềm dẻo khi gia nhiệt ha. Thì mỗi loại polymer nhiệt dẻo nó có cái nhiệt độ nóng chảy riêng của nó. Thì trong quá trình gia nhiệt thì mình phải cung cấp nhiệt độ phù hợp với nhiệt độ nóng chảy của từng loại polymer. Thì khi mà gia nhiệt thì nhựa nhiệt dẻo nó tính chất là chuyển sang dạng mềm dẻo các bạn, và khi làm lạnh thì nó chuyển sang dạng trạng thái rắn giống như nước đá ha. Và quá trình gia công là quá trình vật lý ha. Quá trình vật lý nghĩa là trạng thái nó có thể chuyển qua chuyển lại ha. Rồi,
cấu trúc của các loại nhựa nhiệt dẻo thì các bạn thấy chỉ có cấu trúc mạch nhánh với cấu trúc mạch thẳng ha, và các polymer là tái chế được. Đó. Thì cái phần cuối của bài giảng này tôi sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số loại nhựa mà tái chế được á, thì rất là phổ biến, tôi chắc chắn các bạn cũng đã từng gặp rồi đúng không? Rồi có thể gia nhiệt và làm lạnh nhiều lần mà không thay đổi về cấu trúc hóa học ha. Đó, do đó quá trình gia công được gọi là quá trình vật lý là như thế đó các bạn. Rồi, nhựa này thì có khả năng tái sử dụng được ha. Rồi đây là một số nhựa nhiệt dẻo thông dụng ha, ví dụ như nhựa BE, rồi BS, rồi BB, PVC, BA, vân vân. Đó, đây là những loại nhựa nhiệt dẻo thông dụng thường sử dụng trong bao bì mềm. Các bạn chú ý ha. Dạ, những loại nhựa này các bạn cũng phải nhớ tên và công thức cấu tạo đặc trưng của từng loại nhựa ha. Thì trong suốt chương trình học của mình về sau các bạn sẽ gặp những vật liệu này rất là nhiều trong những phần liên quan tới cấu trúc bao bì, đặc biệt là bao bì mềm. Đó. Rồi đây là một số loại nhựa nhiệt dẻo đây. Thì trong các biểu đồ này các bạn thấy nó có nhiều loại polymer ha, nhiều loại polymer kỹ thuật trong đây, hoặc là polymer có tính chất đặc biệt, còn polymer phổ biến là nằm ở đây ha. Đó, những loại nhựa nhiệt dẻo vừa mới nói các bạn đó, các bạn thì nó có hai dạng ha, vô định hình với kết tinh ở đây. Thì đặc trưng của nhựa nhiệt dẻo như mới vừa trình bày xong ha, mạch thẳng hoặc mạch nhánh, rồi các lực liên kết các phân tử với nhau là lực liên kết yếu ha, đó, hay là các lực liên kết van đầu van và các lực liên kết khác. Thì mình chú ý chỗ này, những lực liên kết yếu và những lực liên kết hay là những lực liên kết van đầu van và các liên kết khác là liên kết gì ha, mình cần hiểu rõ các lực liên kết này, bởi vì các lực liên kết này nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần tính chất cấu trúc của polymer, mà ảnh hưởng tới phần tính chất cấu trúc sau này có những phần để giải thích về các mảng liên quan tới ứng dụng thì nó sẽ nhắc tới phần này cũng khá là nhiều ha. Do đó các bạn cần nắm rõ cho tôi cái phần lực liên kết này ở những cái phần về sau. Rồi nó sẽ tồn tại những vùng kết tinh và vô định hình ha, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ mềm. Rồi do liên kết yếu, đó, nó cũng trở lại cái lực liên kết nữa, nên chúng dễ chảy và dễ tạo hình ở nhiệt độ cao ha. Rồi những loại nhựa này có khả năng hòa tan trong các dung môi. Thì trong phần này các bạn chú ý dùng thầy là lực liên kết trong các phân tử polymer ha, nó có mấy nhóm lực và nhóm lực nào là chủ yếu, nhóm lực nào là thường gặp ha, và những nhóm lực này nó sẽ liên quan tới việc các bạn ứng dụng polymer trong bao bì ha, thì nhắc lại là rất rất quan trọng. Và đây là một số sản phẩm của nhựa nhiệt dẻo, chẳng hạn như các bạn thấy trong ngành in của bạn sử dụng liên quan rất nhiều tới lĩnh vực là bao bì mềm nha, đây là bao bì mềm ha, hoặc là các ứng dụng khác đây. Rồi qua phần nhựa thứ hai là nhựa nhiệt rắn, cái damoset. Thì đây là cái hình minh họa cho nhựa nhiệt rắn nha các bạn, nó chỉ có một chiều thôi, hồi nãy cái hình nãy là hai chiều, ly nước với ly đá là hai chiều, thì hình này chỉ một chiều thôi, cái trứng chiên ra thành cái trứng ốp la, chứ nó không có chiều ngược lại, cái trứng ốp la và biến thành cái trứng như lại ha. Thì đây là cái minh họa cho nhựa nhiệt rắn để bạn dễ hình dung ha. Nghĩa là những biến đổi bên trong nè các bạn, bên trong này nè là những biến đổi hóa học dưới các tác nhân như là nhiệt độ hoặc chất phụ gia hoặc ánh sáng. Do đó quá trình gia công nhựa nhiệt rắn sẽ là quá trình hóa học ha. Có tạo mạng lưới không gian như này, đóng rắn các bạn, tạo mạng lưới không gian, chẳng hạn như trong keo dán, trong mực in. Và quá trình của nó là không tái chế được ha, không tái chế được. Ví dụ cái trứng này chẳng hạn không có chiều ngược lại đó, ví dụ các màng mực in ha, các màng keo dán, thì những loại nhựa đó là không tái chế được ha. Rồi đây là một số loại nhựa nhiệt rắn phổ biến ha, ví dụ trong ngành in sử dụng nhựa ankit ha, nhựa epoxy để làm mực in, làm keo dán rất là nhiều ha. Đó, rồi đây là một số loại nhựa nhiệt rắn mà ứng dụng ha. Đó, ví dụ như ứng dụng trong mực in, ứng dụng trong keo dán, ứng dụng trong sơn. Rồi đặc trưng của nhựa nhiệt rắn ha là có liên kết không gian, liên kết ba chiều. Tính chất đặc trưng của nhựa nhiệt rắn là có liên kết mạng không gian ha, ba chiều liên kết giữa các phân tử lại với nhau. Rồi có vùng vô định hình ha. Rồi các bạn đọc thêm phần này giùm thầy. Đây.
Rồi đây là phản ứng đóng rắn ha, các hệ ban đầu như thế này các bạn, các mạch phân tử nó rời rạc như thế này khi có tác nhân nhiệt hoặc là ánh sáng UV chiếu vào, các bức xạ UV chiếu vào thì phản ứng đóng rắn xảy ra. Thì ứng dụng này rất phổ biến trong ứng dụng trong mực in ha, ví dụ mực in UV chẳng hạn hoặc mực in UV LED chẳng hạn đó, thì ứng dụng cái mạng kiến thức này rất lớn ha. Và hiện tại cũng cung cấp cho bạn thông tin luôn là mực UV LED đó, cũng làm dạng mực mới nha đó, mới và phản ứng đóng rắn bằng ánh sáng UV ở một bước sóng cụ thể nào đó, ví dụ là 385 hoặc 365 nanomet chẳng hạn. Rồi các chất đàn hồi là các chất có khả năng thay đổi kích thước khi có bạn tác dụng lực vào và thôi tác dụng lực thì kích thước nó sẽ trở về trạng thái ban đầu ha. Thì đây là một số chất đàn hồi phổ biến đó. Trong phần này các bạn cũng liên hệ giùm tôi luôn là trong ngành in của bạn, trong thiết bị in offset ha, nó có cái vật liệu là các lô cao su, thì các bạn tìm hiểu giùm tôi những lô cao su, những vật liệu cao su đó là những loại cao su nào ha, loại cao su nào đó. Sẽ có câu hỏi dành cho các bạn ha, ở phần sau. Rồi các đặc trưng của tính chất đàn hồi ha. Đây ví dụ như là tôi lấy ví dụ là quá trình lưu hóa cao su cho bạn, thì khi lưu hóa thì nó có tạo những liên kết ngang nè, thì chính những liên kết ngang này tạo ra tính chất đàn hồi của cao su ha. Cái này các bạn chắc cũng bạn đã biết nhiều rồi, qua phần hóa học đại cương cũng như hóa học phổ thông mình đã quen với cái này rồi. Rồi một số đặc trưng khác ha, chẳng hạn như có liên kết không gian ha, như tôi mới vừa trình bày rồi, không thể nóng chảy hoặc có khả năng đúc khuôn, và đặc biệt là một số chất quan trọng, chất đàn hồi quan trọng ha, đặc biệt là một số chất đàn hồi quan trọng. Thì ở đây thì các bạn xem coi những chất này nè, trong ngành in các bạn có sử dụng không hả, trong thiết bị in offset có sử dụng những chất đàn hồi này không, hoặc lô cao su trong các thiết bị in offset đó là những cao su loại nào ha, đó là cao su loại nào, các bạn cần chỉ ra giùm tôi trong phần này ha. Rồi trong phần tiếp theo ha, tôi sẽ trình bày cho các bạn nói về quá trình điều chế hay còn là cũng như là quá trình tổng hợp polymer. Thì nói tới điều chế polymer, nói tới quá trình polymer hóa có nghĩa là sao các bạn, là các phân tử nhỏ ha, được tổng hợp, được tập hợp lại để tạo thành các đại phân tử đó. Thì tôi trình bày quá trình sản xuất hạt nhựa chung ha, một cách tổng quát như thế này. Đầu tiên là phải có quá trình phản ứng để polymer hóa ha. Xong quá trình này rồi, tới quá trình thứ hai. Đây, quá trình đầu tiên này các bạn là quá trình phản ứng để tổng hợp polymer hóa theo hình trên này ha. Thì bạn thấy đây là quá trình này, cái hình nó như thế này ha. Qua quá trình thứ hai là khi phản ứng xong rồi thì tới quá trình tách khí với polymer ha, tách khí ra khỏi polymer. Thì quá trình thứ hai được diễn tả bên hình bên này ha. Đây giai đoạn thứ hai bên này. Qua quá trình thứ ba gọi là quá trình đùn trộn và tạo hạt cũng như đóng gói polymer, tạo thành polymer thành phẩm ha, tạo thành các hạt nhựa thành phẩm các bạn. Đây trên hình này nó là như thế này, ở giai đoạn này đây đó là cuối cùng sản phẩm của mình. Ví dụ là hạt nhựa, đây là sản phẩm hạt nhựa đã được sản xuất ra. Thì nói về phương pháp polymer hóa thì mình có hai phương pháp chính để polymer hóa, đó là phương pháp polymer hóa mạch và phương pháp polymer hóa bậc đó. Thì cái hình này ha, là cho các bạn thấy tổng quát về quy trình sản xuất hạt nhựa ha, tổng quát quy trình sản xuất hạt nhựa. Và để hiểu thêm về rõ hơn về quy trình này ha, cũng như để các bạn có cái nhìn tổng quan ta sản xuất hạt nhựa như thế nào, thì các bạn đi cùng đi vào xem cái video ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào xem quá trình polymer hóa là gì. Đó là quá trình kết hợp các monomer lại với nhau để tạo thành các đại phân tử các bạn. Yêu cầu là phải có mặt gốc tự do để bẻ gãy các liên kết đôi trong cái monomer và tạo thành polymer dài như thế. Thì để tổng hợp polymer thì có nguồn đi từ nguồn gốc khí tự nhiên ha. Ví dụ như các trong quá trình khai thác dầu mỏ thì nó sẽ có các khí tự nhiên như là etan, propan, butan hoặc là bentan. Đó. Những khí này được sử dụng để tổng hợp nên polymer. Thì ban đầu các khí này sẽ đi được tách bằng cách là cho đi qua một cái lò nung nhiệt ha. Nung nhiệt để thực hiện các phản ứng racking bẻ gãy ra. Rồi sau đó các phân tử này sẽ được chuyển qua cái đơn vị bộ phận là làm lạnh để tách khí. Đó. Thì các khí được tách ra như là ethylene, propylene hoặc là butadiene, racking benzene.
thì được phân loại ra tới các bình chứa và được dự trữ. Thì các khí này từ các bình chứa này sau đó được sử dụng để quá trình tổng hợp polymer, được sử dụng trong quá trình tổng hợp polymer. Monomer dự trữ rồi mình sẽ đưa vào bình phản ứng ha. Sẽ được đưa vào bình phản ứng. Khi ví dụ trong đây là quá trình để tổng hợp hạt nhựa PP thì các khí ban đầu tôi đưa vào là propylene, ethylene và khí hydro. Rồi, sau đó thêm vào các chất phụ, chất xúc tác ha, các chất phụ xúc tác, các chất đồng xúc tác và các chất có khả năng thay đổi cấu hình của polymer để tổng hợp những hạt polymer theo cấu hình mong muốn. Đó. Rồi quá trình này sẽ được gia nhiệt và khí tái chế sẽ được ngưng tụ lại. Khí thu hồi nha, trong phần này khí thu hồi sẽ được ngưng tụ lại làm lạnh. Và trong phần khí thu hồi này sẽ có các monomer chưa phản ứng. Khi thu hồi ngưng tụ lại thì các monomer chưa phản ứng này sẽ được bơm vào bình phản ứng để tiếp tục quá trình polymer hóa diễn ra ha, nhằm nâng cao hiệu suất phản ứng polymer hóa. Và sau đó bột polymer và các loại khí mang được tách ra từ bình phản ứng này. Đó. Đi tiếp qua giai đoạn thứ hai. Để tiếp qua giai đoạn thứ hai ha. Thì giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn tách khí và polymer. Bột polymer và khí mang được tách đưa vào một cái bình chứa khác. Rồi sau đó các monomer chưa phản ứng sẽ được thu hồi lại ha, thu hồi lại. Sản phẩm từ bình chứa này sẽ được truyền qua cái bình chứa thứ hai ha, bình chứa thứ hai. Và đồng thời ở đây nitơ sẽ được bơm vào bình chứa này. Thì nhiệm vụ của nitơ bơm vào các bạn là để thứ nhất là để làm bền cái polymer đã được tổng hợp nè. Cái thứ hai là để loại đoạn, và cái thứ ba nó cũng là chất khí mang. Đó, nó là chất khí mang ha. Để vận chuyển bột polymer đã phản ứng qua một cái bình kế tiếp. Đó. Thì đó là quá trình tách khí và polymer ha. Thì qua quá trình thứ ba là quá trình đun và trộn ha, để tạo các hạt polymer. Thì bột polymer sẽ đưa vào thiết bị, đây là thiết bị đun, và có thể thêm vào các chất phụ gia và nước. Đó, thì quá trình đun này thì bột polymer sẽ được đun nóng ha, đun nóng. Và được vận chuyển tới một đầu cắt. Đầu cắt định hình bằng hơi nước ha. Đồng thời ở đây các loại khí dư và hơi nước sẽ được loại bỏ thông qua cái van này. Đó, quá trình cắt hạt polymer sẽ được diễn ra tại đây và sẽ được bơm qua một cái bộ phận gọi là bộ phận ly tâm và làm khô hạt polymer đi. Sau đó polymer, các hạt polymer khô được tách ra cái bình chứa khác ha. Và nếu đầy quá thì sẽ tách qua bình chứa thứ hai. Và đồng thời ở đây các bạn thấy có khí bơm vào. Khí bơm vào là để cho các hạt polymer đã được sản xuất này các bạn, nó tách rời nhau, không co cụm lại ha. Và cái việc này giúp cho quá trình đóng gói dễ dàng hơn. Thì cuối cùng các hạt polymer sẽ được đóng gói và mình có sản phẩm là nhựa polypropylene ha. Thì tôi đã giới thiệu cho các bạn, đó là quy trình sản xuất nhựa PP ha. Sau khi xem video xong thì tôi đi vào ví dụ cụ thể cho các bạn. Sau khi mình đã có cái nhìn tổng quát về quá trình sản xuất hạt nhựa, sản xuất polymer nói chung rồi, bây giờ tôi đi ví dụ ha. Ví dụ điều chế hạt nhựa polyethylene bằng phương pháp polymer hóa mạch. Nó gồm theo lý thuyết ha, gồm 3 bước. Đầu tiên là khơi màu. Bước khơi màu để hình thành các gốc tự do ha. Thì các gốc tự do được sinh ra dưới tác dụng của ví dụ như nhiệt độ, ánh sáng và các chất xúc tác mà trong cái video các bạn vừa thấy. Rồi, tôi có gốc tự do trong phần này là cái R, em tôi ký hiệu R chấm này là gốc tự do. Thì khi có gốc tự do rồi thì gốc tự do này nó sẽ tác dụng lên cái liên kết đôi trong monomer của ethylene này. Mở liên kết này ra. Đó, một cái thì sẽ gắn vào gốc tự do ha. Cái gắn vào gốc tự do. Rồi một cái sẽ liên kết sẽ bung ra. Và một gốc tự do sẽ chuyển qua bên này ha. Đó. Là giai đoạn này tôi gọi là giai đoạn khơi màu ha. Các gốc tự do được gắn vào các monomer và cuối cùng cái gốc tự do sẽ ở cuối monomer này và phản ứng sẽ tiếp tục ha,
và ngón sẽ tiếp tục lan truyền ra. Ở giai đoạn kế tiếp tôi gọi là giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn phát triển mạnh, là các phân tử phát triển ngày càng lớn dần ha, nghĩa là có nhiều monomer được thêm vào đó, liên kết đôi ở đây bung ra và cuối cùng nối là cái mạch polymer dài thêm, và gốc tự do sẽ chuyển qua đây như hình bên này các bạn thấy. Thì lúc này cái phân tử polymer của mình đang lớn dần ha. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn là ngắt mạch, thì trong giai đoạn này là mình phải triệt tiêu cái gốc tự do đi. Thì trong phần này các bạn thấy các gốc tự do được kết hợp lại ha. Đó, thì đây là quá trình điều chế nhựa bê. Rồi tiếp theo tôi ví dụ về phương pháp polymer quá mạch ha, để tổng hợp một số nhựa nhiệt dẻo thông thường. Các bạn thấy ví dụ như để tổng hợp nhựa polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride ha, PVC, polystyrene. Đó. Thì để hiểu rõ hơn thì các bạn hãy cùng tôi xem video bên này. Đây. À, video tổng hợp số nhựa nhiệt dẻo thông dụng ha. Quá trình này gọi là quá trình polymer quá gốc tự do ha. Thì trước khi đi vào tổng hợp thì mình thấy polymer được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực ha. Ví dụ đây là màng PP đó các bạn, đây là nhựa, đây là polystyrene các bạn, rồi PVC ha, PVC, rồi màng polyethylene ha, màng PE, rồi PVC nè các bạn, đây PVC nè, sao con này là PVC ha. Rồi quá trình polymer quá, ở đây tổng hợp ba loại nhựa ha, minh họa cho các bạn ba loại nhựa. Đầu tiên là tôi nói về PE chứ ha, đây là cái monomer của nó, nó có liên kết đôi ở đây, đây là ethylene nè. One part, polymer means many parts, so polyethylene basically means many parts. Đi vào monomer đầu tiên là ethylene, rồi đây là cái gốc tự do ha, cái peroxide hữu cơ. Đó, nhiệm vụ của này là để tạo gốc tự do dưới tác dụng của nhiệt độ ha, dưới tác dụng của nhiệt độ thì cái peroxide này tách ra, đó, tách ra tạo liên kết, nó sẽ phản ứng với cái ethylene, đó, mở liên kết đôi với ethylene này, và một liên kết được mở ra đây, đó. Và qua giai đoạn thứ hai ha, các liên kết đôi được mở ra để phát triển mạch ha, và dòng thứ hai phát triển mạch bằng thấy các monomer được nối dài lại với nhau, đó. Dài với nhau ha. Thì đây là trong một cái phản ứng để tạo hạt nhựa PE này các bạn, đó. Để ngừng phản ứng ha, thì mình có giai đoạn thứ ba là giai đoạn ngắt mạch, mà các bạn phải triệt tiêu gốc tự do đi. Thì hai gốc tự do này nó sẽ được kết nối lại với nhau, nó tạo thành chuỗi polymer dài như thế này ha, thành bên ngoài như thế này ha, chuỗi nhựa PE. Rồi, ví dụ thứ hai là polymer quá cái PVC, nó cũng tương tự như cái PE các bạn, nhưng mà chỉ khác nhau về điều kiện phản ứng thôi, như là nhiệt độ với cái áp suất thôi. Đây là monomer của PVC ha. Đó. Nó chỉ thế một cái hydro bằng cái clo ha, các bạn thấy trên hình này. Rồi quá trình polymer hóa cái polystyrene này. Tương tự điều kiện phản ứng cũng khác đi ha, nhiệt độ áp suất sẽ khác đi. Đây là các vòng thơm được gắn ở các nhóm thế trên mặt polymer nè các bạn. Đó. Mặt polymer mình dài như thế này nè. Đây là cái video trình bày về ví dụ ba quá trình tổng hợp các loại nhựa ha. Đó là. Rồi, qua phương pháp tổng hợp thứ hai nha, là phương pháp tôi gọi là phương pháp polymer quá bậc hay là phương pháp ngưng tụ. Thì trong phương pháp này tôi lấy một loại nhựa rất là phổ biến mà có sử dụng trong bao bì ra ví dụ cho các bạn, đó là nhựa bét ha. Đó là nhựa bét. Đây, mình đi coi cái nhựa BET này sẽ được tổng hợp như thế nào ha. Thì trước khi đi tổng hợp cái nhựa BET thì nó theo đặc trưng của phương pháp này ha, thêm theo đặc trưng của phương pháp này nó sẽ kèm theo sản phẩm phụ đó là nước. Rồi thời gian phản ứng sẽ dài hơn so với cái phương pháp mà tôi mới vừa trình bày cho các bạn ha, là phương pháp polymer quá mạch. Rồi ví dụ ha, bây giờ mình đi xét cái phản ứng hình thành nhựa BET, cái tên đầy đủ của nó là polyethylene ha.
phthalate. Thì cái nhựa này được tổng hợp dựa trên phản ứng giữa ethylene glycol và axit terephthalic nha. Đây, ethylene glycol các bạn, rồi axit terephthalic nè. Đó, thì sản phẩm cuối cùng của mình ra là cái này, công thức của nó là nhựa BET nè, viết tắt ha, BET, và sản phẩm phụ kèm theo là nước. Đó, thì trên vừa rồi thì tôi đã trình bày với bạn về cái phương pháp tổng hợp hay là điều chế polymer ha. Đó, thì từ đây mình đã có cái nhìn tổng quát về cái vật liệu polymer rồi. Ở cái bước tiếp theo mình đi xét tính chất của những vật liệu này. Tính chất này chủ yếu là để xét tới những polymer ứng dụng trong lĩnh vực in như mực in, keo dán và lĩnh vực là bao bì ha, bao bì mềm. Thì trong phần này tôi sẽ trình bày cho các bạn nói về các lực tương tác trong phân tử polymer. Thì trong phần này thì mình sẽ có hai cái nhóm lực ha, hai nhóm lực tương tác trong phân tử polymer. Đó là tôi gọi là nhóm lực liên kết nguyên tử. Thì đây là nhóm lực liên kết chính trong cái polymer của mình. Thì nó gồm tôi ví dụ nha, các liên kết là CHON đó, để hình thành nên các phân tử hoặc để hình thành nên các cấu trúc polymer. Rồi thì trong phần này ha, trong phần này, trong lực liên kết nguyên tử này thì có hai cái lực liên kết chính mà trong polymer các bạn thường gặp. Đó là liên kết hóa trị là thường gặp nhiều nhất ha trong polymer. Và cái thứ hai là lực liên kết ion. Đó. Rồi tôi ví dụ ha, ôm tóm tắt lại cái phần lực liên kết hóa trị giống ha. Là sự chia sẻ các electron dùng chung, tôi ví dụ cái hình bên đây ha. Ví dụ bạn thấy có một điện tử, bên đây H có một điện tử, hai cái kết hợp lại thì liên kết này mình gọi là liên kết hóa trị ha. Cái này quá quen thuộc rồi. Cái thứ hai nữa là liên kết ion. Đó, mình cũng nhớ lại coi liên kết ion là gì. Là sự liên kết giữa các ion trái dấu với nhau ha. Ví dụ trong phần này các bạn thấy liên kết giữa Na cộng với Cl trừ là liên kết ion. Rồi cái nhóm lực liên kết thứ hai tôi gọi là nhóm lực liên kết phân tử ha, nhóm lực liên kết phân tử. Thì đây là nhóm lực liên kết thứ cấp trong polymer, nhưng mà nó ảnh hưởng tới những tính chất của polymer cũng khá là quan trọng ha. Đó. Thì cái lực này nó gồm những lực như sau. Thứ nhất là lực phân tán ha. Lực phân tán, lực cảm ứng, lực lưỡng cực. Thì nhóm lực này tôi gọi là lớp nhóm lực Van der Waal ha. Nhóm lực Van der Waal, nhóm lực vật lý ha. Đó. Và đặc biệt trong phần này ha, có cái lực liên kết hydro. Đây là nhóm lực, đây là cái lực đặc biệt trong phần liên kết, lực liên kết phân tử ha. Mà trong vật liệu in các bạn gặp rất nhiều ha, chẳng hạn như trong giấy mình cũng gặp nữa, mà trong polymer mình cũng lại gặp nữa. Do đó cái phần này tôi tô đỏ lên, tôi đã trình bày riêng một phần cho các bạn. Đó, rồi ba nhóm lực ở trên ha, lực phân tán, lực cảm ứng, lực lưỡng cực, tôi gọi nó là nhóm lực Van der Waal. Rồi thì các lực này nè, nó sẽ đánh giá các tính chất của polymer ha, tính chất cũng khá là quan trọng của polymer trong các ứng dụng liên quan tới bao bì, liên quan tới làm keo dán ha. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào nhóm lực liên kết chính trước ha. Đó. Tôi sẽ nói về cái lực liên kết chính trước, đó là lực liên kết hóa trị. Rồi tôi lấy polymer nào đó ra tôi nói ha, tôi ví dụ cái nhựa đây là cái BE của tôi. Đó, thì các bạn thấy liên kết CC trên đây nè. C rồi nối đơn rồi gạch C ha. Đó. Thì đây là các liên kết hóa trị trong cái mạch polymer của mình. Ngoài ra hãng liên kết hóa trị này cũng có thể liên kết các nguyên tử như hydro, oxy, carbon và liên kết với các nguyên tử ở các nhóm bên ha, trên mạch polymer. Đó. Rồi trong hình này ha, trong hình này tôi nói về tính chất cái nhựa polymer BE này chứ ha, thì các bạn thấy cái góc xoay này là tôi đo được là 109 độ các bạn, và liên kết trên đây là liên kết đơn nha. Do đó nó sẽ ảnh hưởng tới tính chất, phản ánh tới tính chất đàn hồi của vật liệu polymer. Đó. Tùy thuộc vào loại liên kết nó sẽ ảnh hưởng tới tính chất đàn hồi của vật liệu polymer. Rồi, ngoài ra mình có thể có liên kết đôi nha, hoặc liên kết ba. Liên kết đôi sẽ có hai cặp điện tử dùng chung, liên kết ba cặp điện tử dùng chung ha. Đó, được liên kết lại với nhau. Thì lúc này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tính chất của polymer ha. Thì ví dụ ha, polybutadiene đây có liên kết nối đôi cho cái mạch ha. Đó, vì nói thêm chỗ này nữa các bạn, có liên kết đơn hay là liên kết đôi sẽ ảnh hưởng đến tính chất của polymer ha.
đặc biệt là cái tính chất mà liên quan tới tính tính đàn hồi của vật liệu. Liên kết đơn thì nó dễ xây hơn, còn liên kết đôi, và đặc biệt liên kết đôi với các nhóm thế là các vòng thơm các bạn. Tôi ví dụ hang nhựa BS đó. Nhựa BS là nó cũng tương tự cái này nhưng mà H ở đây thay bằng cái vòng thơm này đó, thì nó sẽ hạn chế sự xoay quanh cái mặt chính này, cho nó sẽ ảnh hưởng tới tính chất của polymer. Thì những phần về sau ha, phần nào mà có liên quan đến tính chất này tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bạn. Tới đây mình chỉ biết được là tính chất của vật liệu nó sẽ phụ thuộc vào các loại liên kết trong trong chính vật liệu của nó ha, hoặc vật liệu mình đây là vật liệu polymer. Rồi, ngoài ra ha, nó liên kết hóa trị, rồi liên kết hóa trị có cực nữa các bạn. Mình đi coi liên kết hóa trị có cực là sao. Thì trong phần này tôi lấy cái PVC ra tôi làm ví dụ ha. Thì trong phần này mình thấy là như mình học về hóa đại cương mình biết rồi, thì mình biết clo này nó có ái lực điện tử cao hơn so với cái C này đó, do đó có sự phân bố điện tử không cân xứng ở đây. Chính sự phân bố không cân xứng ở đây nó sẽ tạo ra cái liên kết hóa trị có cực, liên kết hóa trị phân cực ha. Và cái liên kết hóa trị phân cực này các bạn, sau này nó ảnh hưởng đến chất của vật liệu rất là nhiều ha. Tôi ví dụ như ảnh hưởng tới nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh của vật liệu đó, ảnh hưởng tới nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh là sẽ là ảnh hưởng tới quá trình gia công vật liệu ứng dụng trong polymer làm bao bì sau này đó các bạn. Rồi ảnh hưởng tới tính chất xuyên thấm của vật liệu polymer này nữa đó. Sau lại tôi sẽ trình bày rõ hơn từng loại vật liệu nào mà phân cực ha, từng loại vật liệu nào mà không phân cực cho các bạn. Thì tới đây mình biết nguyên nhân tại sao nó phân cực rồi đúng không? Đó, cần lưu ý cái này nha. Nó ảnh hưởng tới nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh, ảnh hưởng tới khả năng xuyên thấm khí của vật liệu ha. Ví dụ sau này vật liệu mình sử dụng làm trong bao bì chẳng hạn, thì mình sẽ xét tới một trong những tính chất quan trọng của nó, đó là tính chất xuyên thấm khí hoặc xuyên thấm hơi nước. Rồi trong quá trình in ấn ha, ảnh hưởng trong quá trình in ấn nữa. Ví dụ như khả năng bám mực lên các loại vật liệu như thế. Rồi, thì bên cạnh đó ha, các liên kết như là CC hoặc là OO thì đây là các liên kết không phân cực ha, liên kết không phân cực. Thì ở đây cho thấy bạn thấy là trình bày, các bạn này trình bày về năng lượng của các liên kết hóa trị ha, thì mình thấy năng lượng liên kết càng tăng thì lực liên kết giữa các phân tử nó sẽ càng bền vững hơn ha. Và cho các bạn một lực liên kết chính trong polymer nữa, đó là lực liên kết ion. Thì sau này các bạn đọc những tài liệu nói về vật liệu sử dụng làm bao bì á, thì nó sử dụng các ion nomer này rất là nhiều. Thì trong phần này các mình coi cái ion nomer nó là cái gì ha. Ion nomer là cái gì? Đây thì ban đầu tôi có cái ethylene ha, tôi cho phản ứng với methacrylic acid để tôi được sản phẩm đó là như thế này. Đó thì hai cái chuỗi này CC này nè, nối lại dài với nhau như thế này ha. Thì đồng thời mình có sản phẩm như thế này. Đó, thì cái này tôi gọi là polyethylene co-methacrylic acid. Đó, thì sản phẩm này tôi mới đem đi trung hòa với NaOH. Thì trong phần trung hòa với NaOH thì cái H này các bạn, nó được thay thế bởi Na. Đó, này O trừ nha, cộng A cộng sản phẩm của mình như đây. Thì đây tôi gọi là ion nomer. Cái tên viết tắt của nó là EMAA ha, ethylene methacrylic acid, hay còn gọi cái tên thương mại của nó còn gọi là Solin ha. Thì cái polymer này được tổng hợp vào năm 1965 các bạn, vậy hãng điêu bông ha. Đó, thì trên sản phẩm của mình, trên đây, trên polymer này các bạn thấy có mấy loại lực liên kết các bạn? Hai loại lực ha, lực liên kết như tôi đã trình bày ở phần trước là biết trên cái mặt chính của mình là liên kết cộng hóa trị trên mặt chính ha. Thì còn đây liên kết giữa O trừ với Na cộng, thì đây là cái liên kết ion trong cái polymer của mình. Rồi tôi ví dụ ha, tôi ví dụ cái này không phải là A cộng nữa mà Zn 2 cộng ha, Zn 2 cộng thì ở dưới này nè các bạn, chẳng hạn tôi tổng hợp với ZnO, tôi trung hòa với ZnOH hai lần ha, thì ở đây tôi sẽ có Zn cộng ở đây nó sẽ liên kết với O trừ ở đây, còn một Zn cộng nữa, tại Zn là 2 cộng các bạn, sẽ liên kết với một cái mặt tương tự như dưới nữa các bạn, nhưng có cái O nó quay lên nè ha. Đó, thì những loại ion nomer với các ion kim loại khác nhau thì nó sẽ có các tính chất khác nhau. Ví dụ như ha, ví dụ trong phần này ion nomer mà kết hợp với Na cộng á thì nó cho cái
vật liệu của mình có tính chất là có tính chất quang học tốt ha, có tính chất quang học tốt và kháng kháng dầu mỡ. Còn nếu mà kết hợp với là Zn 2 cộng á thì nó có tính chất là trơ với nước ha, trơ với nước, nhưng nó cho thêm cái tính chất nữa là có tính bám dính tốt trong quá trình đùng kép, trong quá trình tạo màng ha, đặc biệt là tạo màng với các lá kim loại đó các bạn. Đó. Rồi thì vật liệu ionomer này nó có cái đặc điểm như thế này. Nó hoạt động như một nhựa nhiệt dẻo thông thường ha, hoạt động như nhựa nhiệt dẻo thông thường. Do đó cái nhiệt độ gia công hàng dán, nhiệt độ gia công của nó đó các bạn cũng ở khoảng nhiệt độ từ 175 cho tới 290 thôi, bình thường thôi. Rồi, cái thứ hai nữa, do các ion này nè. Do các liên kết ion này nè, nó có xu hướng là tích tụ tạo thành đám. Mà tích tụ tạo thành đám như thế thì nó sẽ hạn chế sự di chuyển sắp xếp của các chuỗi này các bạn. Mà hạn chế sự di chuyển sắp xếp của chuỗi tính chính là hạn chế độ kết tinh, do đó độ kết tinh thấp ha. Mà nguyên nhân độ kết tinh thấp là do liên kết ion. Đó, như tôi mới vừa giải thích cho bạn. Rồi cái thứ hai nữa thì cũng từ cái độ kết tinh thấp này nó sẽ sinh ra cái tính chất là tính chất che chắn kém. Đó. Nhưng khi mà cái ion nomer này các bạn kết hợp với HDPE hay là PVDC thì là cho tính chất che chắn rất rất tuyệt vời ha. Rồi vật liệu này thì thường được sử dụng nhiều trong bao bì ha, trong phủ màng, trong ghép màng, trong hàng dán. Đó. Sau này các bạn sẽ gặp nó rất rất là nhiều ha. Rồi tôi giải thích thêm chút ha. Đây. Các bạn thấy các ion này có xu hướng là tích tụ lại tạo thành đám như thế này nè các bạn. Đó, do đó các bạn nhìn tương tự như một ion, như một polymer, gọi là polymer khâu màng nha. Đó. Nhưng nó vẫn hoạt động như là nhựa nhiệt dẻo thông thường. Thì chính cái việc tích tụ đám này như tôi đã nói với các bạn thì nó sẽ hạn chế sự di chuyển của các chuỗi. Mà hạn chế sự di chuyển của các chuỗi chính là giảm độ kết tinh. Rồi. Nó sẽ hoạt động như một nhựa nhiệt dẻo thông thường. Tại sao? Thì khi các bạn gia nhiệt lên á thì các sợi này nè các bạn sẽ chuyển động tự do với nhau khi có năng lượng nhiệt cung cấp vào. Đó. Nguyên nhân là mình biết là do cái liên kết ion này nó kém bền hơn so với cái liên kết hóa trị ha. Thì đó các sợi nó sẽ sắp xếp, nó sẽ di chuyển ha, di chuyển tự do ra khi mà có nhiệt đưa vào. Đó. Do đó người ta nói cái EMAA này nó hoạt động như nhựa nhiệt dẻo là như thế đó các bạn. Rồi, nó cũng được gia công trên các thiết bị thông thường ha. Và đặc biệt nó có tính chất là bám dính rất là tốt với màng nhôm và khoảng nhiệt độ hàn dán nó rộng. Khi các bạn đi qua phần nhóm lực chính trong polymer rồi, mình qua đi qua cái nhóm lực liên kết thứ hai ha, gọi là mình gọi là nhóm lực liên kết thứ cấp trong polymer. Đó là ba lực: lực phân tán, lực cảm ứng và lực lưỡng cực. Thì ba nhóm lực này tôi gọi chung là lực liên kết van der Waals ha. Nó còn một lực nữa sẽ là lực liên kết hydro. Thì đây là lực liên kết hydro, là nhóm lực liên kết thứ cấp mà đặc tôi gọi là đặc biệt ha, do lực liên kết nó mạnh nên tôi đã sẽ trình bày ở slide sau cho các bạn. Thì ba nhóm lực này tôi gọi chung nó là nhóm lực tương tác vật lý ha, lực tương tác van der Waals ha. Thì tương tác giữa hai cái dipole điện thành trên đây mà thấy sự tương tác giữa các dipole của phân tử hoặc nguyên tử ha, thì nó có hai đầu, một đầu mang điện dương, một đầu mang điện âm. Thì các dipole này có thể là đối xứng hoặc không đối xứng ha. Ví dụ trường hợp này dipole của một nguyên tử ha, ở đây là một phân tử, đám mây điện tử của phân tử ha, có sự phân bố điện tử đối xứng ở đây. Đó, thì nó sẽ tương tác với nhau thì hình thành tương tác dipole như thế ha, thông qua lực liên kết van der Waals. Đó. Thì các nhóm lực liên kết thứ cấp này nó sẽ phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử ha, và khoảng cách tối ưu của nó sẽ là 3 cho tới 5 năm ăng trong. Đồng thời khi mà khoảng cách giữa các phân tử càng xa ha, thì lực tương tác nó giảm dần, và nó chứng minh được là lực liên kết nó giảm bậc 6 theo khoảng cách giữa các phân tử ha. Thì nhóm lực này rất là quan trọng đối với polymer trong lĩnh vực ứng dụng bao bì cũng như in các bạn. Đó. Nó sẽ liên quan tới độ bám dính của polymer ha. Rồi, cái lực này sẽ được đánh giá bằng mật độ năng lượng bám dính ha. Liên quan tới độ bám dính, độ bám dính này sẽ được đánh giá bằng mật độ năng lượng bám dính. Mình đi coi cái lực mật độ này nó như thế nào ha. Đây, mật độ năng lượng bám dính
chính là năng lượng trên đơn vị thể tích ha, là năng lượng cần thiết để chuyển một phân tử đủ xa so với phân tử kế cận để không còn tồn tại lực tương tác liên phân tử nữa. Đó là mật độ năng lượng bám dính ha. Mà trong cái phần ứng dụng trong keo dán á, thì mình sẽ gặp lại phần này nhiều hơn và chi tiết hơn nha. Đó. Rồi các tính chất quan trọng của nhóm lực này trong polymer nó sẽ liên quan tới độ hòa tan nha, khả năng trộn lại với nhau. Đó, mà trong chủ yếu là phần này sẽ liên quan tới quá trình gia công nhiều ha. Rồi độ nhớ cũng như sức căng bề mặt. Đó. Và vấn đề và sức căng bề mặt nó sẽ liên quan tới độ bám dính mực sau này khi mình in lên, rồi mật độ ma sát ha, như độ bám dính giữa hai vật liệu khi các bạn sử dụng trong quá trình là ghép màng trong bao bì ha, cũng liên quan tới lực tương tác phân tử giữa các phân tử polymer. Rồi đây là các bạn nói về lực tương tác liên phân tử ha, trong các tính chất về cơ học của polymer. Ví dụ ha, ví dụ khi mà lực tương tác liên phân tử nhỏ, nghĩa mật độ năng lượng đây nè các bạn là thấp, thì cái vật liệu của mình, ví dụ ha, đây tôi ví dụ nhựa PB hoặc là nhựa PE, thì nó tương đối giống như mềm dẻo giống như cao su ha, và có khả năng xuyên thấm cao. Đó, lực này thấp, có khả năng xuyên thấm cao. Để chung chi qua cái phần sau này, các bạn thấy nếu lực tương tác liên phân tử giữa các chuỗi polymer trong cấu trúc polymer mà mạnh thì khả năng xuyên thấm lại giảm xuống đáng kể ha. Rồi khi mà lực tương tác liên phân tử là trung bình, ví dụ như trong nhựa PET các bạn, trong nhựa PET ha, thì này nó hoạt động như chất dẻo và cứng ha, vật liệu cũng chất cứng. Ở trong phần kế tiếp là nếu mà lực tương tác liên phân tử mà lớn luôn thì năng lượng, mật độ năng lượng bám dính là cao ha, rồi vật liệu có tính chất là bền, độ bền cao ha, tính chất cơ học tốt ha, xuyên thấm khí rất là thấp, ví dụ như là ni lông ha, hoặc là EVOH. Đó, những vật liệu này về trong cái slide sau tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho các bạn ha. Đó. Rồi tiếp theo về phần lực liên kết thứ cấp ha, thì trong phần slide trước thầy đã trình bày cho em có 4 lực liên kết thứ cấp, thì trong đó có lực liên kết thứ cấp rất là quan trọng, đó là lực liên kết hydro, thầy có đánh dấu màu đỏ. Hôm nay thì tôi sẽ nói về phần lực liên kết hydro cho các bạn ha. Thì lực liên kết này thường gặp rất nhiều trong các loại vật liệu sử dụng trong in các bạn, ví dụ như các loại vật liệu như là giấy hoặc bao bì hoặc các loại polymer ha, thì mình gặp cái lực liên kết hydro này rất nhiều. Cho nên bữa nay mình đi vào mình tìm hiểu cái đây là lực liên kết như thế nào ha. Thì đây cũng được xem như mà là một lực liên kết lưỡng cực các bạn, lực liên kết dipol ha. Thì lực liên kết này là lực liên kết thứ cấp mạnh do sự tương tác giữa nguyên tử hydro ha với một nguyên tử có độ ẩm điện mạnh, ví dụ như là fluor, oxy, nitơ, clo ha, là các nguyên tử có độ ẩm điện mạnh. Rồi khi liên kết như thế ha, khi liên kết như thế thì khi mà nguyên tử hydro nó, đây nè các bạn, khi nguyên tử hydro nó gắn vào một trong những nguyên tử mà có độ ẩm điện mạnh á, tôi ví dụ ha, tôi ví dụ tôi lấy cái BVOH ra làm ví dụ cho bạn thấy ha. Cái này là polyvinyl alcohol. Thì khi nguyên tử hydro nó gắn vào một trong những nguyên tử có độ ẩm điện mạnh thì dẫn tới hiện tượng là nguyên tử hydro nó có điện tích dương ha, cao bất thường, và đồng thời nguyên tử liên kết còn lại ha, trong trường hợp này oxy, nó cũng có điện tích âm cao bất thường. Chính vì thế ha, trong một chuỗi polymer thì khi nguyên tử hydro nè, nó sẽ tương tác với các nguyên tử có độ âm điện mạnh mà nằm lân cận trong cái mạch polymer các bạn, thì dẫn tới đây là liên kết mạnh ha. Thì liên kết này có thể là do sự liên kết, do liên kết có sự chia sẻ electron ở đây, hay nói cách khác là do liên kết hóa trị rất yếu ha. Và hơn nữa, nhiều cái nghiên cứu về sau người ta chỉ ra rằng sự liên kết mạnh bất thường này chính là do sự chia sẻ điện tử ha, hay gọi là chia sẻ electron trong một số liên kết với nguyên tử hydro đó. Rồi vì thế cái liên kết hydro này nó có vai trò quan trọng trong một số vật liệu polymer
như là nylon, vinyl alcohol ha, poly vinyl alcohol chẳng hạn, như một cái tôi ví dụ cho các bạn này bạn. Đó, đem ra làm ví dụ ha. Bình thường sẽ thường gặp trong những vật liệu đó, và những vật liệu đó rất sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực bao bì ha, trong lĩnh vực in ấn. Rồi nói thêm về tôi đem vật liệu ra ví dụ, tôi cũng nói thêm về cái vật liệu đèn chớp ha. Do có sự liên kết như thế. Thì đây nè các bạn, cái BPOH nè, bản chất cấu hình của nó là cấu hình acetic, mà cái buổi hôm trước mình biết rồi. Trong ba dạng cấu hình của polymer thì cấu hình acetic này á thì nó sẽ gây cản trở cho việc sắp xếp các chuỗi polymer lại với nhau, dẫn tới cản trở sự kết tinh. Nhưng BPOH với cấu hình này vẫn có độ kết tinh ha, vẫn có khả năng, vẫn có xu hướng kết tinh mạnh, do là cái H này nè, cái OH này nè, nó đồng hình với H các bạn, nên do đó là không gây cản trở cho sự kết tinh ha. Đó, rồi tiếp theo nữa thì một số ứng dụng ha, tôi nói một số ứng dụng về vật liệu này và cái BPOH này. Thì do lực tương tác liên phân tử rất rất mạnh như thế ha, nên tạo vật liệu này có tính chất là khó gia công, khó nấu chảy được, do cái nhiệt độ nóng chảy của nó các bạn, nó cao hơn cái nhiệt độ phân hủy đó, nó gây khó khăn cho quá trình gia công. Rồi vì thế nên cái BPOH này ít được sử dụng làm bao bì ha, cho nó ít được sử dụng làm bao bì, mặc dù nó có tính che chắn rất là tốt. Nguyên nhân có tính che chắn tốt là do có độ kết tinh nè các bạn, do có lực tương tác liên phân tử rất rất mạnh nè các bạn. Đó. Nhưng mà nó có một số tính chất đặc biệt ha, ví dụ như là khi mà cần làm bao bì cho các thị trường, các sản phẩm độc hại thì nó thường dùng cái vật liệu, thường dùng cái vật liệu này ha. Hoặc là các vật liệu này cũng được dùng trong các túi vải mà trong máy giặt các bạn, bạn thường thấy nó luôn là BPOH. Đó. Thì đây là cái vật liệu này, mục đích là nhằm minh họa cho các bạn thấy các bản chất của liên kết hydro trong nó ha. Và vật liệu này cũng thường gặp trong cái loại polymer mà sử dụng làm bao bì. Đó. Đây là một lực tương tác phân tử mà gọi dạng lực liên kết thứ cấp mà quan trọng ha, đặc biệt. Đó. Rồi tiếp theo ha. Tiếp theo về nói về phân loại nhựa. Thì đây là bản cho bạn thấy ha. Phân loại các loại nhựa thông thường, ký hiệu từ số 1 cho tới số 7 ha. Cái hình tam giác có mũi tên nữa, như thế này các bạn, là các loại nhựa có thể tái, là các loại nhựa tái chế được ha. Đó, đó là các loại nhựa nhiệt dẻo. Trong phần trình bày trước tôi có nói với bạn ở những cái slide trước đó. Rồi, khi các bạn đã hiểu về những khái niệm cơ bản về polymer rồi, hiểu về các phương pháp tổng hợp polymer cũng như các loại lực liên kết trong phân tử polymer, thì mình đi vào phần thứ hai là mình sẽ xét tới các tính chất của polymer nhằm ứng dụng trong bao bì ha. Tôi ví dụ đây là cái bao bì mềm, thì đây là những mảng tính chất của nó yêu cầu đây. Đó. Thì trong mảng này với tính chất của polymer mình học trong cái phần này ha, thì nó sẽ phục vụ cho cái phần mảng tính chất là bảo vệ của bao bì. Thì trong mảng tính chất bảo vệ này nó có tính chất về cơ học, nó có tính chất về chống xuyên thấm khí, rồi chống xuyên thấm mùi vị nhé. Rồi về phần tính chất khuếch đại sản phẩm ha, thì nó có tính chất về quang học, có tính chất về in ấn. Đó. Rồi còn hai mảng tính chất còn lại thì các bạn sẽ được học trong những học phần nói về công nghệ gia công chế tạo các sản phẩm là bao bì ha. Thì các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về hai phần này. Đó. Thì trong hai mảng tính chất của bao bì, trong phần liên quan tới bao bì mềm thì mình sẽ có những tính chất như tôi đã liệt kê bên này ha, phục vụ cho hai tính chất lớn này. Đó là tính chất gì các bạn? Đó là sự kết tinh trong polymer ha. Đó là tính chất nhiệt của polymer ha, tính chất cơ học của polymer ha, tính chất xuyên thấm trong polymer ha, và tính chất trong in ấn. Tôi có câu hỏi ôn tập dành cho các bạn ha. Thì ba câu hỏi dành cho các bạn là câu đầu tiên là các bạn hãy nêu tên và viết công thức cấu tạo ha của năm loại nhựa nhiệt dẻo mà bạn biết, mà các loại nhựa nhiệt dẻo này sử dụng trong làm bao bì mềm ha. Rồi các loại nhựa nhiệt dẻo này có phân cực hay không phân cực ha, giải thích tại sao.
Rồi tính phân cực này có ảnh hưởng tới quá trình in ấn hay không? Tôi ví dụ ha, đó là khả năng bám mực in chẳng hạn. Rồi giải thích thêm ha, giải thích rõ ra trong phần câu hỏi trả lời. Phần thứ hai, câu thứ hai là yêu cầu bạn viết công thức cấu tạo của một trong hoặc hai loại nhựa nhiệt rắn mà các bạn biết có sử dụng trong trong mực in, trong keo dán. Đó. Phần thứ ba, theo các bạn, theo các anh chị, cao su sử dụng trong ống ép cao su của thiết bị in offset đó, là loại cao su gì ha? Thì khi mà các bạn trả lời ba câu hỏi này thì các bạn sẽ nộp bài qua trang dạy học sớm LMS ha, giống như kỳ rồi ha. Đó, tôi sẽ gia hạn trên đó để các bạn nộp bài giống như tuần trước ha. Rồi, xin chào cả lớp ha.